Muốn có vận mệnh tốt, hãy làm việc này trước tiên. Sướng khổ trên đời suy cho cùng cũng là do con người ta tự tạo. Muốn có vận mệnh tốt, hãy thay đổi từ tâm. Muốn có vận mệnh tốt, hãy làm việc này trước tiên. Sướng khổ trên đời suy cho cùng cũng là do con người ta tự tạo. Muốn có vận mệnh tốt, hãy thay đổi từ tâm. Dục vọng không cần quá cao, dục vọng không nên quá cao, bởi một khi nó không được sự thỏa mãn thì sẽ gây ra những bức bối, tâm thái sẽ mất đi sự cân bằng, suy tính ganh đua không thể quá nặng. Nếu một người cứ mãi mê suy tính ganh đua với người này người kia thì sẽ triệt tiêu sự khoái hoạt của cuộc đời. Ganh đua không chỉ đánh mất đi sự vui vẻ mà còn làm mất đi vận may của một đời người. Phải học được cách quên, đừng canh cánh trong lòng những chuyện quá khứ không đáng nhớ. Những chuyện quá khứ là những chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi được, hãy để nó qua đi, như vậy mới có thể giảm thiểu được rất nhiều sự phiền não, trong lòng mới có thể nhẹ nhàng, thoải mái. Tha thứ để hạnh phúc đến gần ta hơn. Con người từ khi sinh ra đến khi về già và ngay cả là lúc cận kề sinh tử, chúng ta phải đối diện biết bao nhiêu là thị phi, oan ức, những khúc mắc giữa các mối quan hệ vợ chồng, con cái, bạn bè, người thân và cả những người xa lạ. Có nhiều người vì hận người chồng mình vì ông ta lỡ sai lầm một lần mà ông hận cả đời đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Có người vì bị người khác gièm pha, nói xấu hay tranh quyền đoạt lợi mà nỗi oán ghét kẻ đó cứ chất chứa trong lòng. Tất nhiên, trong nhiều trường hợp vì kẻ khác có lỗi với ta nên ta mới sanh tâm phiền trách, nhưng nếu có thể, chúng ta hãy tập tha thứ, đừng so sánh bản thân với người khác. Trong cuộc sống, đừng so sánh bản thân với người khác, cũng đừng có ước ao được như họ. Ai cũng có ưu điểm riêng của bản thân mình, ai cũng có nỗi khổ riêng mà người khác không biết. Một khi so sánh, người ta thường hay lấy điểm yếu của bản thân để so sánh với điểm mạnh của đối phương, từ đó sinh ra chán ghét. Điều đó chỉ làm tổn hại chính tâm thái của bản thân mình mà thôi. Yêu thương, trân quý bản thân nhiều hơn. Chỉ có yêu thương, trân quý bản thân mình mới có năng lượng để yêu thương trân quý người khác. Nếu có đủ năng lực, hãy thường xuyên giúp đỡ người khác. Như vậy bạn sẽ nhận được niềm vui. Có nhiều niềm vui là cách giảm sức ép của cuộc sống. Biết thế nào là đủ? Chúng ta hay cho rằng mình khổ đau và kém may mắn vì chúng ta luôn tham lam và không biết thế nào là đủ cả. Người có lòng tham cầu càng nhiều thì nỗi khổ càng lớn. Con người cứ nhìn cuộc sống này bằng ánh mắt bi quan, tiêu cực mà không nhìn lại những gì mà chúng ta đang có. Việc ham mê và cầu toàn quá chỉ khiến bản thân thêm bất hạnh mà thôi. Đừng nói lời tổn thương người khác, đừng tạo khẩu nghiệp. Nói những lời tổn thương người khác ắt có ngày nhận quả báo cho mình. Dùng tâm đối mặt, chỉ có dùng thật tâm, dùng tình yêu thương, dùng nhân cách để đối mặt với cuộc sống thì cuộc sống của bạn mới trở nên đặc sắc hơn. Mỗi ngày cần bảo trì một tâm thái vui vẻ, lạc quan. Nếu như gặp những sự tình phiền lòng, hãy học cách vỗ về chính mình. Tấm lòng rộng mở sẽ khiến bạn mạnh mẽ tự tin hơn để vượt qua. Hạnh phúc không có nghĩa là dẫm đạp lên người khác. Hạnh phúc không phải là vơ vào cho mình thật nhiều mà ngược lại, bạn nên ban tặng, san sẻ những gì mình có cho người khác. Đó mới là hạnh phúc. Bản thân hạnh phúc tất vận mệnh sẽ tươi đẹp. Vì vậy để tăng cường thêm các khí, chiêu tài chiêu quý nhân, các bạn có thể kết hợp sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân luôn đem theo bên mình để đem lại may mắn. Vòng tam hợp gỗ tử đàn được chế tác từ gỗ tử đàn kết hợp với ba linh vật tam hợp địa chi được khắc trên đá mã não đỏ bằng mực vàng thần tài. Các nguyên liệu kết thành vòng tay gỗ tử đàn tam hợp đều là những bảo vật quý trong nhân gian, trong đạo Phật, cũng như trong phong thủy, trong đó. Bộ ba linh vật tam hợp tỵ dậu sửu, thân tý thìn, hợi mão mùi, dần ngọ tuất được khắc bằng mực vàng thần tài trên đá mã não đỏ giúp tăng cường khí, năng lượng, hộ thân, đem lại may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và tài lộc, phú quý cho gia chủ. Theo phong thủy, đá mã não chính là biểu tượng của sức khỏe, mang lại sự sung túc và trường thọ. Với ý nghĩa là loại đá hộ mệnh. Mang theo đá mã não bên mình như mang một lá bùa may mắn và hạnh phúc cho con người. Gỗ tử đàn Ấn Độ là một trong những loại gỗ quý nhất thế giới. Gỗ tử đàn được mệnh danh là vương một trong các loại gỗ, vua của các loài gỗ bởi chúng sinh trưởng chậm, vài trăm năm mới trưởng thành và hưởng tinh hoa trời đất khiến cho loài gỗ này càng trở nên quý hiếm hơn. Thường được sử dụng để chế tác tượng Phật, các pháp khí sử dụng để trừ tà, hóa sát. Đây là vật phẩm phong thủy cát lành, không chỉ làm vật phẩm hộ thân mà còn có thể làm quà tặng may mắn cho những người thân yêu. Để thỉnh vật phẩm, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0911998682, 0986707892.
hoặc để lại họ tên và tờ năm sinh dưới phần bình luận để được tư vấn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.